Sau khi nhận được thông tin xe Thành Bưởi chở khách trái phép, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã vào cuộc kiểm tra đột xuất. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 3 chiếc xe này đều bị giữ vì vận chuyển hành khách không đúng quy định. Theo đó, 3 chiếc xe Thành Bưởi bị lập biên bản bao gồm xe 51B-13351, 53S-9102 và 51B-09031. Các lỗi vi phạm chung là tài xế xe điều khiển xe ô tô khách không có hợp đồng, vận chuyển hành khách không theo hợp đồng nhưng bán vé cho hành khách, đón trả khách không đúng quy định. Cả 3 xe đều bị tạm giữ giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép lái xe. Đại diện Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, doanh nghiệp Thành Bưởi đã hoạt động theo loại hình vận tải trá hình khá lâu mà chưa bị phát hiện, nên khi có đoàn thanh tra bắt một lúc 3 xe thì chủ doanh nghiệp này tỏ ra quá khích. Trong những ngày tới, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục có 2 ngày làm việc với một chi nhánh và 3 ngày làm việc với doanh nghiệp Thành Bưởi để có kết luận chính thức. Còn về lâu dài, Thanh tra sẽ có báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các tỉnh, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, rà soát lại để dẹp các bến xe trá hình để người dân vào bến đi theo quy định của pháp luật.